Huế nằm ở dải đất hẹp miền Trung Việt Nam, là kinh đô của Việt Nam giữa triều đại nhà Nguyễn. Thiên nhiên ở Huế vốn nên thơ, dòng sông Hương như e ấp ôm Huế vào lòng. Lúc trời còn chưa sáng, khi những giọt sương rơi trắng xóa trên cánh đồng làng đã thấp thoáng bóng dáng của các o, các mề, hội hạ, huệ gắn về thành phố. Đôi khi, đi trong góc nhỏ, trên mặt đất hữu tình non nước, ta bất chợt chạnh lòng trước bóng dáng tạo tầng sương gió của các mề già, mới thấy thương Huế nhiều hơn nữa bởi những gánh hàng rong gập ghềnh năm tháng qua con đường cơm áo. Tháng ba, mùi của nắng, mùi của hanh khô đã mấy lần chạm mũi. Đã thấy gì sau trưa, đã nghe gì trong những ngày ngải ngủ. Những con hẻm trong trưa, mát mẻ, chung chinh, như một vạch lạnh lùng chen ngang giữa dòng đời oi bức. Tiếng bước chân đi, tiếng khói đi, sao gì khan thế, sao gì buồn thế, như một chấm lặng thầm giữa hẹn ban trưa. Hình ảnh chiếc đòn gánh và đôi chiêng giọng đối với tuổi thơ không còn xa lạ gì. Nó đơn thuần chỉ là khoảnh khắc chờ đợi một tiếng rao quen thuộc, hay là cái bóng hình thấp thoáng thân quen. Bởi hàng rong đâu chỉ là mộng hàng, mà nó còn là món quà tuổi thơ bất tận, để mỗi người giữ cho mình những ký ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Những khoảnh khắc nằm phố phường, ngắm cả những gánh hàng rong, để mà nhớ, để mà nghĩ, để mà nhìn ra cả một giá trị, một nét duyên nhọc nhằn và cái đẹp chân chất một mạc đi theo mùa, theo tháng. Ai nhớ ai trong
đó đã từng có bài thơ về cái sự đi của hàng rong xứ Huế. Chì đi, sương đi, nón bài thơ đi, cay đi, hít hà đi, sống xịt đi, thèm thuồng đi, sớm đi, chiều đi, nắng mưa đi, bốn mùa đi.